Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em bên sóng thanh lý tiếp cho anh em một chiếc âm ly bãi Nhật của Onkyo, chuẩn sản xuất tại Nhật, made in Japan. Con này độ đẹp khoảng 90% anh em nhé. Zin và zin 100% luôn anh em. Hàng bãi về zin 100%. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn này, không cần tháo ra anh em nhìn bên trong thấy mạch máy luôn anh em nhé. Đấy, mạch máy rất là sạch đẹp bên trong. Đây phía sau này rất là đẹp anh em nhé, không có hen gì tí nào luôn. Đấy, chuẩn made in Japan, công suất tiêu thụ điện là 60W anh em nhé. Nhưng mà đánh loa thì đánh loa anh em đánh loa tầm khoảng, nếu một loa Nhật thì anh em ghép bát 2530 vẫn ghép được, đánh rất là hay. Vì đặc trưng của loa Nhật đấy là côn nó nhỏ, màng nó to thì đánh nó độ nhạy nó cao, đánh sướng. Con này thì không phù hợp với anh em đánh mấy con ví dụ như loa karaoke treo tường hay là mấy cái dòng loa full để hội trường, là cái đấy không phù hợp đâu anh em nhé. Full karaoke không phù hợp, anh em chỉ ghép các loa nghe nhạc của Nhật thôi là phù hợp anh em nhé. Kể cả những cặp ví dụ như treo tường, những cặp bâu chẳng hạn, đánh tốt. Đấy, đây là hai cầu đầu loa bên trên anh em nhé. Đây là tín hiệu vào đây. Và đường em đang cắm vào đường CD anh em nhé. Cắm vào đường CD. Con này chuẩn Mỹ Japan luôn, sản xuất tại Nhật. Đấy, rất là đẹp, sạch đẹp anh em nhé. Nhỏ nhắn xinh xắn cho anh em chơi. Đấy, nó có chỉnh bát này, chỉnh bát nung xoay này, chỉnh tép nung xoay đầy đủ anh em nhé. Đấy, và đây là volume cần gạt này. Tép con này lên siêu bén luôn. Em đang ghép cho nó là cặp bass 22 của Technic này. Cặp này thì có công suất của nó là 100W một loa và là 6 ohm anh em nhé, 6 ohm 100W. Em đang ghép với cặp đấy để test cho anh em. Cặp ly này em thanh lý cho anh em chỉ là 950.000 anh em nhé, 950.000. Đấy, chỉ 950.000 thôi. Anh em nhiệt tình chuyển khoản đủ thì em bao luôn cước ship cho anh em nhé, 950.000. Đấy, anh em lưu ý hàng Nhật sử dụng điện 100V anh em nhé. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi chào anh em nhé.